Nay vừa ban hành quyết định kiện toàn nhân sự ban chỉ đạo xây dựng thành phố mới Nhân Trạch. Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức làm trưởng ban chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch Nguyễn Thị Giang Hương làm phó ban thường trực ban chỉ đạo. Đầu năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã ban hành nghị quyết về phát triển đô thị Nhân Trạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040. Nghị quyết đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 sẽ thành lập thành phố Nhân Trạch đạt các tiêu chí cơ bản của một đô thị loại 2. Những năm tiếp theo, tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp đô thị đạt tiêu chí của đô thị loại 1. Cũng theo nghị quyết, đến năm 2025, Nhân Trạch đạt các tiêu chí của đô thị loại 2. Năm 1996, Nhân Trạch được lập quy hoạch tổng thể đô thị mới Nhân Trạch, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Năm 2006, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đô thị mới Nhân Trạch, xác định Nhân Trạch là một trong các trung tâm công nghiệp, thương mại dịch vụ, du lịch, giáo dục, đào tạo và khoa học, công nghệ của tỉnh Đồng Nai và vùng trọng điểm phía Nam, hướng phát triển đạt tiêu chí của đô thị loại 2. Những lợi thế vị trí giáp ranh thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Biên Hòa với hệ thống giao thông kết nối như cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Vành Đai 3, Bến Lức Long Thành, Nhân Trạch được kỳ vọng sẽ cất cánh trở thành đô thị sầm uất bên sông Đồng Nai. Tuy nhiên, suốt 20 năm qua, từ sự kỳ vọng trở thành đô thị mới phát triển nhanh chóng thì Nhân Trạch vẫn điều hiu, hoang vắng. Cây có một cung tùm bên trong các dãy phố sang trọng, dãy nhà phố được xây dựng sang trọng, đẳng cấp bị bỏ hoang hơn 10 năm nay. Cây cối, cỏ dại một bích cổng, khuôn viên trong nhà. Hiện trạng này rất dễ bắt gặp ở các dự án dân cư, đô thị tại khu vực đô thị mới Nhân Trạch.